chưa bao giờ là vô giá trị đối với phụ nữ. Và trong những ngày lễ, và đặc biệt như là ngày lễ 20 tháng 10 như thế này, được tặng hoa chắc hẳn là cô gái nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu như mà thường ngày, mọi năm thì chúng ta tặng cho những người thân của mình những bông hoa trong túi kính như thế này với giá khoảng từ 10 đến 15 ngàn, thì năm nay lại có một loại hoa độc đáo hơn hẳn. Đó là hoa được đựng ở trong một chiếc túi bằng giấy và có quai để xách như thế này, mà chỉ có giá là khoảng 30.000. Cỏ dại, hoa bắp cải, hoa hồng da beo, những loại hoa độc đáo, lạ mắt nhất đều được các shop hoa nhập về để chiều lòng khách hàng. Các loại hoa quen thuộc nhưng mang nhiều ý nghĩa như hoa lan, cát tường, thanh liễu cũng rất được ưa chuộng. Như mẹ mình là hay thích hoa lan này, nên nhà thì lâu lâu mình cũng thấy mẹ mua một giỏ lan to và để trưng, bởi vì hoa lan thì tượng trưng cho sự quyền quý và nhìn nó cũng rất là thanh tao nữa. Năm nay thì mình tặng hoa cho mẹ và em gái, thì năm nay mình chọn hoa cát tường. Cầu mong mẹ và em gái thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn hơn trong ngày phụ nữ Việt Nam. Trang sức cũng là một món quà mà đa số các cô gái đều yêu thích. Năm nay, loại trang sức thiết kế được khắc tên hoặc lời chúc lại được yêu thích hơn cả. Với trang sức thì nó có một cái vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp vĩnh cửu, thì nó sẽ minh chứng cho tình yêu của hai đứa. Bên cạnh hoa tươi, trang sức thì các mặt hàng như quần áo, đồng hồ, điện thoại, hoa sáp, những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao cũng đang được đấng mày râu ráo riết săn lùng.